Hôm nay ngày 17 tháng 10, với tinh thần từ bi sẻ chia, Phật giáo thủ đô Hà Nội đã cử hành đại lễ cầu siêu trong 2 ngày, cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Thanh Xuân được vãng sinh an lạc quốc, người bị thương được bình an, tai qua nạn khỏi. Trong ngày 17 tháng 10, tại Chùa Bằng, Hà Nội, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã lập trai đàn, cử hành lễ cầu siêu và cầu an cho những nạn nhân tử nạn và gia đình trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Hà Nội vào đêm ngày 12 tháng 9 vừa qua. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng. Nhiều Phật tử, người dân đã tập trung tại chùa để cầu nguyện và tưởng nhớ những linh hồn đã ra đi. Hy vọng rằng những nỗ lực của Phật giáo sẽ giúp cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong vụ cháy được vãng sinh an lạc quốc, người bị thương được bình an, tai qua nạn khỏi. Vào ngày mai 18 tháng 10, toàn thể chư tôn đức tăng ni Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố sẽ vân tập tại chùa Bằng để làm lễ chính thức với sự thương tiếc vô hạn.